Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Lời đầu tiên, Minh Phụng Music xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng tụi mình trong suốt năm 2023. Hôm nay, mời anh em cùng team lên đường mang KS7S đến với khách hàng tại chung cư Greenview, quận 7 trong video đầu tiên của năm 2024 nhé. Nào, cùng bắt đầu video thôi. Khung cảnh ngày lễ thật thoải mái, thời tiết mát mẻ, nhiều cây xanh, đường phố thông thoáng, các dãy nhà cao tầng san sát nhau. Sau quãng đường dài, team đã đến chung cư. Xe tải chở đàn đã có mặt, cửa thùng tải mở ra, nhân viên vào đẩy thùng đàn ra phía bên ngoài. Hai bạn từ từ mang KS7S xuống cùng với hộp ghế piano cao cấp được khách hàng đặt và chuẩn bị mang thùng đàn cùng máy quay vào bên trong chung cư. Thùng đàn kiểu dáng hình hộp bằng những tấm bìa dày rộng bảo vệ thân đàn và các bộ phận khác với thiết kế cứng và chống trơn trượt. Ngoài ra, chiếc piano chỉ hơn 45 kg, vì thế các bạn sẽ không cảm thấy quá nặng khi đem đàn đi một đoạn đường dài vô cùng thuận tiện. KS7S đã đến sảnh và theo team tiến vào thang máy. Chiếc piano cùng với phụ kiện được team đem vào trong nhà. Thùng piano được mở ra, khám phá bên trong nhé. Các bộ phận rất quen thuộc với anh em sẽ là thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Quà tặng cực kỳ hấp dẫn chính là jackphone và ghế piano cao cấp giúp mọi người có thể lắp đàn được dễ dàng, nên team sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn. Hai chân đàn sẽ được lắp cố định vào pedal, tiếp theo lắp tấm chắn sau và chân đàn với pedal vừa mới lắp, cuối cùng là lắp thân đàn lên trên. KS7S đã lắp xong, hãy cùng mình điểm qua những cải tiến được Kitman đem vào đàn nhé. 88 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhóm, thư viện âm nhạc khổng lồ với nhiều nâng cấp, 192 polyphony, số lượng bài hát cực kỳ ấn tượng với hơn 100 bài, 30 âm sắc đem đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Chức năng trên đàn cũng là lý do mà bạn đừng nên bỏ qua, với metronome đếm nhịp, split mode chia bàn phím, twin nova trộn tiếng, jazzbo tăng giảm tone, cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, kết nối không dây qua các app phòng nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng. Khi mua Kitman KS7S tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Mời các bạn cùng với em trai bóp siêu. Đầu tiên là đàn rồi đến phím. Nhân viên Minh Phụng đang test đàn cho khách, lần lượt sẽ là các phím, nút chức năng rồi đến pedal vô cùng kỹ càng. Đây là chiếc ghế piano với thiết kế cao cấp theo tông màu của đàn được khách đặt hàng, đang được hai bạn nhân viên cùng nhau lắp từng chiếc chân và bắt ốc vô cùng tỉ mỉ. Trước khi hướng dẫn em trai cách sử dụng đàn, nhân viên bên mình sẽ thử lại toàn bộ âm thanh trên 88 phím đàn. Em trai được hướng dẫn cách sử dụng app Simply Piano để rất vui và thực hành các bài học đầu tiên với đàn. Tiếp đến sẽ là app Perfect Piano với các bài học nâng cao hơn. Những bài nhạc trên hai app này sẽ từ cơ bản đến nâng cao nên rất dễ dàng cho các bạn tự học nhạc tại nhà. Ngoài ra em cũng đang theo dõi cách nhân viên cắm jackphone để dùng tai nghe theo đàn. Khoảnh khắc em trai say mê tập những bài nhạc đầu tiên trên KS7S chính là niềm vui mà khách hàng dành tặng cho đội ngũ Minh Phụng trong những chuyến đi buổi giao đàn đầu tiên của năm 2024 đến cho khách hàng tại quận 7 đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.